Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay mình sẽ chơi Black Myth Wukong mà phiên bản thiếu kinh phí nha mọi người. Mọi người thấy là Black Wukong nó rất là đẹp đúng không? Rất là nặng đúng không? Nãy bây giờ là tôi sẽ chơi, tôi không có tiền mua nó, có 1 triệu mấy, 1 triệu rưỡi lần tôi không có tiền mua nó. Nên là hôm nay tôi sẽ chơi cái bản gọi là thiếu kinh phí. Ôi, cái bản là bản 2D. Các bạn chơi 3D rồi, bây giờ tôi chuyển qua chơi 2D. Ok, bây giờ tôi sẽ bắt đầu thôi. À đây là toàn kiến tàu không, thực sự ra bây giờ tôi không biết tìm cách nào để mình chuyển sang được tiếng Anh. Chắc là không có đâu, toàn bộ đều là kiến tàu hết. Đấy, ok, vô. Đấy, tôi sẽ bấm vô cái nút này để mà tôi chơi chơi bằng hoàn toàn bằng bằng phím nha. Đấy. Chạy 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 chạy. Đây, có nghĩa là tôi sẽ có nút đánh, sẽ có những cái nút như thế này. Đây, ví dụ như là tôi đang gồng nhưng mà tôi chỉ có một cái lần gồng duy nhất thôi. Đấy. Vô, ok chưa? Ok chưa? Đấy. Ồ, hình như là cũng có thể mà lên 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 level được mà. Ha, không dịch được. Ha, không thể nào mà dịch được cái thứ này nên tôi bấm qua đi chứ tôi cũng không biết cái này chơi như thế nào đâu. Ok. Cái này là tôi phải kết chuột nha mọi người, tôi phải kết chuột tôi mới được. Đấy, kết chuột xong thì nó tự động nó hồi lại mấy cái này và đấy, có nghĩa là tôi sẽ phải mày hả con, mày hả có ý dạ, đào thế. Rồi xong thì tôi cũng sẽ phải đập mấy cái này lên lại. Ủa, được level 1 rồi. Ngon phết. Ok, thì tôi đã chỉnh mấy cái nút rồi nên là có vẻ là cũng sẽ ổn thôi. Đây, tôi sẽ gồng lên và tôi đập thằng này. Mày hả con. Hay quá. Mày hả con. Chết đi, chết đi, chết đi. Ê, cũng để nó đập trúng mình nữa. Hay thiệt sự. Ok chưa? Giờ hết đường rồi. Bây giờ lên đây thôi. Bắt buộc phải lên đây thôi. Giờ gồng, bây giờ gồng, 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 gồng đánh cho nó mạnh. Mày hả con, ấy mọi người thấy không? Đấy, kỹ năng là nó có hết chứ không phải không. Nhưng mà cái nút này tôi cài cái phím gì thì tôi quên rồi ta, từ từ nha. Cài phím Q đúng không? Q hay là à Q, còn nhớ là phím Q, từ từ. Q. Ấy chắc không phải. Cái gì á? Nó có nút gì? U à U đúng không? U cũng không phải luôn. U là xoay vòng vòng luôn. Ê. Cái này là nhảy nha. Đấy, cái này là nhảy. Này thì nhảy. Chết mày đi con, chết mày đi con. Ở đây ở đây tôi thấy là nó có cái ở đây nó có cái gì nè, từ từ nha. Cái nút này là nút K mọi người ạ, à. Nút K là nhảy không phải. Vậy là tôi đang bị lộn với cái nút khác rồi đúng không? Còn nút này là xoay nè. Nó còn một nút nữa mà tôi quên mất nó nút nào rồi, tôi set cho đã xong rồi tôi bị quên. À rồi ok, vậy là cái kỹ năng kia chưa có học, kỹ năng kia chưa có học. Kỹ năng mà gọi là kỹ năng đóng băng đấy mọi người ạ, à. Kỹ năng đóng băng đấy chưa có học. Ok chưa? Ủa sao tôi đây, vô đây tôi gõ này để làm gì ta? Gõ này làm gì? Rồi trong khu này cô cũng chả làm được cái sự gì trong này hết. Tự nhiên vô đây gõ này xong rồi. Mang từ lúc tôi nhớ là chơi bản gốc, chơi bản gốc là có gõ chuông này luôn hả ta? Thực sự ra là nó nhiều quá là tôi còn lướt, tôi cũng chưa có thuộc hết. Ok, giờ chỗ này không có làm được gì rồi. Đâu để tôi gồng thử coi. Ấy, cũng chả có cái sự gì hết. Ok, vậy thôi đi ra. Có nghĩa là tôi phải tìm cho đầy đủ cái đường ấy chứ còn không thì mất công lắm. Mày hả con, mày hả con, ra đây ra đây ra đây. Ý à, nó lộ ba, bên này 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 bên này. Trời ơi trời ơi trời ơi trời ơi, gì mà cũng bị mất máu. Trời ơi, giỡn mặt thiệt chứ. Con quỷ này khó đánh quá mọi người ạ, à. Khó đánh quá, thà đánh bằng à, đây 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 đây. Ê, uống máu vô, uống máu vô, uống máu vô. Mém chết bay, mém chết, mém chết, mém chết, mém chết, mém chết, mém chết, mém chết. Ok chưa, chỗ này không qua được, lại gõ cái chuông nữa. Ủa, đường này thì không đi được mọi người ạ. À. Má nó ghi bằng tiếng Anh, nó ghi bằng tiếng Tàu thì
bố ai mà biết được nó là cái gì. Khổ thiệt chứ, cái con game này chơi mà toàn kiến tạo. Bởi vì game này do người tạo, do người tạo nó sản xuất luôn. Hay. Ok, rồi nói chung là mình có đường nào đi xuống dưới đó không ta? Tôi thấy dưới nó có hai cái lu nè, có hai cái lu nè, tôi không biết có đường nào đi xuống đấy đó không? Hình như không có rồi. Ok, thôi lên thôi. Let's go, đi thôi. Hình như đấy, rồi. Hình như tôi mới đánh ổng đúng không vậy? Đây, hình như là tôi gồng được hai gồng rồi nè mọi người. Đấy, gồng được hai nấc rồi nè. Quấn. Mày hả con? Đấy, hai nấc nó mạnh hơn nhiều. Đấy, hai nấc nó mạnh hơn nhiều. Mày hả con? Ở trên này có đường nè. Đi đâu đây coi? Vô thử biết đi. À, rồi, tôi biết rồi, tôi biết con này rồi. Ê, tôi có kỹ năng rồi nè. Đây, 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 đây. Kỹ năng cái bàn tay nè mọi người à. Kỹ năng bàn tay nè. Đấy, thấy chưa? Đóng băng đấy. Đông gọi là... Đi... Cho nó đứng yên một chỗ đấy. Mày hả con? Mày hả con? Sao quánh thốn thế? Mày hả bưởi? Quýnh đó. Né! 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 Trời ơi! Thế này thì có chết không cơ chứ? Này hả bưởi? Né liền! Né liền! Quýnh! 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 Né! 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 Né luôn! Ui dồi ôi! Cái đó tôi bị giết đi đó là... Cho dù... Hình như mà tôi... Cái gì mặt? Cái gì mặt con game này 2D đấy? Ê! Né! Ê! Hình thế! Hình thế! Hình thế! Đập! Ý da! Đập một lần sao? Hộp đập ba! Hộp đập ba! Ê! Gì vậy ba? Bắt đánh mà đánh hộp bên này! Đóng băng! Hay quá! Giúp! Mày hả bưởi? Ui lên trời. Trời ơi, mém chết. Chết đi con, chết đi con. Né. 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 Hộp rồi, hộp hộp rồi, cứ ngà hộp rồi, hộp rồi, hộp rồi. Hộp rồi, hộp rồi. Đấy, đánh là phải chuẩn trí như thế. Ê. 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 Từ từ anh trai. Anh cứ bình tĩnh. Ây da, ây da, ây da, ây da, ây da. Hình như tôi chưa bị mất máu đúng không? À, hình đấy, chưa bị mất máu. Được, phết. Né. Né, gì cũng bị mất máu, nó xàm thiệt chứ. Mọi người thấy xàm không? Mọi người thấy xàm không? Chết mày nè con. Chết, 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 chết đi. Trời ơi. Hãy chết đi. Đường này nó không cho tôi đi. Đường này nó không cho tôi đi hay gì á mọi người ạ. À? Đường này nó méo cho tôi đi. Khổ quá, đánh xong con này rồi làm sao nữa? Có được cái kết sự gì không? Tôi đoán thì chắc cũng chả được kết sự gì đâu, nên thôi mình cứ đi tiếp thôi. Nó có hai đường nhá. Chết, chết nè, khỏi nói nhiều. Trong này làm gì? Ngồi hả? Trong game bản gốc thì mình ngồi đây để làm gì ta? Trong game bán gốc mình ngồi đây làm gì? Ra là không nhớ thật. Chết nè. Chết một thằng. Vậy mà nó cũng còn sống. Tôi cũng bị mất xíu máu. Giỡn mặt bay. Chết. Ok chưa? Let's go đi thôi. Trời ơi. Tôi đang ở đâu đây? Đây là đâu? Chết mày nha con, chết mày nha con. Ô, tôi gồng được 3 cái rồi. Ngon. 1 2 3. Ê! Mất dạy thiệt chứ. Ấy da, no 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 no. Mày chơi mày chơi mất nết quá, tao không chơi với mày đâu. Chết. Ok, hay quá. Ôi da. Ây da, 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 đau nha, đau nha, đau nha. Chết mày nè con, chết mày nè con. Hình thế.
Không biết là sau cái thác nước này nó có cái gì không nữa. Do thử coi. Lại một cái chuông nữa. Vậy là tôi đã có được 3 cái chuông rồi. Tôi đã gõ được 3 cái chuông và hết. Không còn gì hết. Không còn gì nữa. Ok, tôi sẽ đi lên thôi. Xoay cái này là để cản cản cái này nè mọi người. Xoay cái này để cản nè. Ấy mọi người thấy không? Ấy, để cản nè. Khốn nạn. Khốn nạn thiệt chứ. Ok, tôi gồng cái đã rồi kính tiếp. Để cứng. Lại đây cưng. Trời ơi, mày chơi gì mày chơi dế luôn đi con trai ạ. Mày chơi gì mày chơi dế luôn đi. Chết mày nha con. Chết mày đã con. Cái gì mà không dính ma. Dính. Trời ơi, vậy mà nó không dính. Vậy mà nó không dính, xàm quá. Nó rất xàm nhá. Rất xàm nhá. Chết mày nha con. Hai thằng thôi tôi không làm đâu. Tôi không làm cái đó đâu. Anh làm nó mất công quá. Chết mày nha con. Ok, đánh mấy này cũng lên máu mà. Không có gì hết ta. Kỳ vậy. Thôi không ngồi đây đâu nha. Thầy với mọi người tôi không ngồi đâu. Mắt tôi ngồi mất công nó ra đánh lại mệt lắm. Chết mày nè con. Chết mày nè con. Ủa mở cửa rồi. Ok chưa. Đấy, ngồi vô cho nó đầy máu cái vô đánh boss nè. Cam đoan với mọi người là bây giờ vô đánh boss là cái chắc. Này sang khẩu hồng thú. Thú sáng à. Chết mày. Cái cậu gánh trai ơi, em bú cái. Em uống máu cái. Lại đây. Ở kia. Đá nó bự vậy. Chết. Ok chưa. Mẹ ra. Máu cái. Làm gì được tôi. Ý. Vậy mà nó cũng đập được tôi. Con này khó chơi nhỉ. Ok thôi. Tôi đành phải chơi như vậy thôi. Ok. Mày xàm đi. Mà khó thế. Mẹ. Khó thế. Này sang khẩu hồng trung. Trung yu xiang la. Mà phải sang yi. Sao dính được. Kìa. Nhi bản đa gia sa. Thang chi. Xàm gì. Khoai khoai kê wo. Ông ơi. Bất động đi con, bất động đi. Rồi, hết rồi. Đâu ra thế. Rồi nè, nó quất nè. Đi. Rồi, xong rồi, mày cởi số với tao rồi con. Mày cởi số với tao rồi con trai à. Anh làm gì tiếp. Ui, con đứng xa là anh làm gì được tôi. Mày hạ bưởi. Ok chưa. Ây da, cái đây mà còn quánh hụt nữa thì thôi chứ. Ê, vụ gì vậy. Còn gọi ra nữa hả? Hình như có. Tôi cũng nhớ là trong bản chính ổng cũng có gọi ra. Như thế này. Nhưng mà treo kiểu đó thì tôi đâu có làm được gì. Ok chưa. Xuống đi ba. Xuống. Dừng nó đi.
Cho tôi đánh một cái. Khổ quá. Mày hạ bưởi, mày hạ bưởi. Ừ, nó làm gì được tôi? Ừ, tôi gồng, ừ, tôi gồng. Rồi, lại đây biểu. Lại đây biểu. Lại đây biểu. Dừng. Đóng băng. Ờ, là vậy. Ờ, cái gì đứng yên một chỗ đi. Mày hạ bưởi. Mày hạ bưởi. Mọi người thấy gì chưa? Rồi sao nữa? Rồi quên đi đâu nữa? À, cho hỏi là bây giờ mình đi đâu nữa? À, cho hỏi là bây giờ là mình đi ra ngoài xong rồi là sao nữa? À, thật sự ra là tôi không biết mình sẽ phải đi đâu. Rồi ok, thì chắc tôi sẽ dừng video này cả đi thôi. Thì nếu như bạn nào muốn mình làm tiếp cái con game này, con game này chưa xong đâu mọi người. Con game này mới demo thôi, hoặc là bản chơi thử thôi. Tại vì nhà phát hành nó cũng chưa làm hết đâu. Cái người làm ra con game này chưa làm full đâu. Đấy, cũng phải chuyển thể từ từ. Đấy, thì nhưng mà cô nghĩ là vẫn còn cái chapter 1, chapter 2 gì đó. Thì cô đã viết xong được chapter 1 rồi thì phải. Rồi ok, chắc mình sẽ dừng video này cả đi thôi. Thì nếu như bạn nào thích video này, đừng quên bao like cho mình, một like, một share. Và đừng quên subscribe channel của mình để nhận thêm nhiều video nhé. Bye bye.